Vâng, em xin chào cả nhà. Và để tiếp tục chương trình đi tìm mọc cho các bác, rất nhiều bác đang cần mọc, thì hôm nay em đã tìm cho các bác một cái mọc, tức là cầu cầu zin các bác nhá. Cầu zin này là cầu zin cầu 3,5 tấn nha, 2 tầng nhíp và có số mọc đàng hoàng, rất mạnh mẽ. Rồi để cho nó có một cái như thế nào thì em báo giá cho các bác là cái mọc này người ta bán là 24 triệu các bác nhá. 24 triệu thì cái 24 triệu của nó là trước mắt thì chúng ta nhìn này, là em đã thấy là cả nhà chúng ta là đây là một cái số mọc này. Đấy, số mọc 5 tấn các bác nhá. Số mọc này bán này. Cầu 3,5 tấn các bác nhá. Cầu 3,5 tấn. Đây. Cầu zin. Cầu zin 3,5 tấn để các bác này. Là cầu zin 3,5 tấn rất mạnh. Thì cái này là rất khủng khiếp, rất to và rất chắc chắn. Nếu các bác về lắp bánh đôi là ok luôn để các bác nhá. Bánh đôi cho các bác luôn. Đó. Nó có một cái điểm hay cho các bác là về lắp bánh đôi thì các bác chở lên thì thoải mái. Còn cái cầu này nó 5 tấn như vậy là cái cầu 3 tấn các bác nhá. Zin. Đấy, cầu zin 5 tấn chứ không phải 3 tấn. Không phải 3 tấn. Đúng 5 tấn đây này. To lắm. Nha. Rồi, ở cái điểm mạnh của nó là 2 ti bên. 2 ti bên. Rồi thứ hai nữa là cái điểm mạnh của nó đó là để em đo cái chiều ngang cho các bác biết đây. Đây này. Hôm nay em đã cầm thước đi luôn này. Đây. Nha, đây. Rồi. Rồi, 1m70 các bác. 1m70. Đây này. Đúng 1m70. Rồi, chiều ngang 1m70. Chiều cao, em đưa chiều cao luôn cho các bác một phát cho xứng đời rồi. Đây. Chiều cao là 95. Chiều cao 95 phân, chiều dài. Rồi các bác nghe cho rõ nhá. Đó, 1m70 là chiều ngang. 95 phân là chiều cao, còn chiều dài. Chiều dài của em nó là 2m7. 2m70. Các bác nhá, chiều dài 2m70. Chiều cao 95 phân. Chiều rộng 1m70. Và chiều cao, chiều dài 2m70. Rồi, để biết thêm thông tin cái mọc, cái số mọc đây các bác này, cái cạnh này. Này, đó, đang còn rin luôn này. Úi giời, này. Đấy, rất chi là ngon lành luôn này. Đó, lắc rất thoải mái, đang còn rin. Chắc chắn, nó như gái 18. À. Rồi, thứ hai nữa là được bắt vào rất chi là kỹ lưỡng các bác nha. Đây, em vẫn nằm đây. Đó, hôm nay mùng 3 tháng 9, trời đang mưa. Trời mưa các bác nhá, em vẫn kìa mưa kìa. Nhưng mà thôi không sao. Tức là bắt rất chắc chắn các bác nhá. Đây này, số cầu này rất ok. 24 triệu. Đây, thùng rất ngon lành cứng ngắc các bác nhá, thùng này. Rồi đấy, thì em quay lại nhíp cho các bác này. Đây là, nhíp này chắc gì này. Cái này về là các bác chỉ chùi sơ đi, các bác sơn lại là ok, quá đẹp luôn. Không có gì để nói. Cầu đây, 2 ti bên. Đấy, dục đây, rắn lốc như thế này, tiền bạc không. Người á thì không có mà xài, mà người thì vứt đây. Các bác thấy khổ. Chết em thế nữa. Rồi, thì em cũng chịu khó đi tìm cho các bác được rồi. Thì các bác điện thoại cho em 0394 326 198. Đó, em dẫn các bác đến trả giá nhá. 24 triệu thì các bác trả khoảng 20 triệu, 22 triệu. Đấy rồi. Rồi cho em một vài ba đồng nước. Em cũng đi chở thang cổ nó cao lắm các bác nhá. Đó. Bây giờ xe không có đi ấy được. Bây giờ các bác cũng phải làm sao trả thấp thấp chung là kiếm tiền cho em 1 tỷ, 2 tỷ rồi cho em sướng ấy. Đang nghèo. Vâng nhá. Đấy, chỗ này thân cổ lên. Đây, rất đẹp. Có nhá, rất tuyệt vời. Đấy, rất xịn sò. Và các bác nào là vừa như cái Isuzu mà 2006 mà 3 máy là ok luôn các bác nhá. Và Isuzu mà ấy cũng được, là L, S hoặc là SD các bác nhá, L, S gì đó mà 1910 cũng ok luôn, kéo được hết luôn các bác nhá. Đấy, nhưng mà cái nào 3 máy thì ngon hơn. Để cái mọc này, 3 máy là ngon các bác ạ. Đừng có ép các em quá. Em Isuzu mà, tổng thống Ukraine mà các bác phải ép quá thì và các em nó cũng chết. Cho nên là thôi, mình chơi cái nào 3 máy cho nó khỏe các bác nhá. Cù bồ ta, 2 cầu càng tốt. Rồi cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác nghỉ lễ bên gia đình, bên bạn bè, quê quần, vui vẻ. Em hẹn lại video sau, xin chân thành cảm ơn các bác. 24 triệu các bác nhá. Đó, có số mọc và cầu. Mai mốt các bác về cho một cái bánh vào nữa là ok. Là bây giờ có một bánh đôi thôi. À, bánh chiếc. Đấy, là có thế của bánh đôi. Cũng như em nói rồi. Đây này. Đấy, đấy. Thì các bác về lắp một bánh nữa là ok. Đây. Rất dễ dàng cho các bác. Nhá. Đây. Đó. Lưu ý một tí như vậy thôi. Còn đang ngon lành luôn các bác. Đấy. Nó hơi rỉ sét một tí nhưng không có sao. Nó mà mưa gió thì nó phải rỉ sét. Rồi các bác nhá. Rồi em đây. Em đi đây. Đi tìm cho các bác đây.